giả thân mến, thành phố Đà Lạt được biết đến là một vùng đất với nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Và trong chương trình ngày hôm nay, Thánh Nguyệt sẽ giới thiệu đến quý vị một không gian mang đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Ở những ngôi nhà được thiết kế theo hình dáng của những thùng rượu vang, đó chính là những đặc sản của thành phố và nằm cách biệt so với trung tâm. Du khách có thể cùng nhau tổ chức các buổi họp mặt, giao lưu để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ cùng gia đình. Mình có thể cho anh Nguyệt cũng như là quý vị khán giả có thể biết được về ý tưởng của mình khi mà xây dựng khu nhà này. Thì cái ý tưởng là mình làm một cái gì đó nó liên quan tới Đà Lạt là chính. Mình lấy cái ý tưởng là cái thùng rượu để làm cho cái homestay này. Du khách đến đây thì các bạn có được tham gia vào những cái hoạt động gì ở đây ạ? Nói chung là ở đây thì là tối có thể là đốt lửa trại nếu các bạn mong muốn. Ở đây thì cũng có những cái vườn dâu bên cạnh, vườn rau ở đằng sau để cho người ta có thể đi tham quan tại chỗ. Thì nói chung ở đây anh cũng cố gắng làm sao để thiết kế ra một cái khoảng sân vườn á. Nó thoáng mát rồi để cho mình trồng ở đây là nhiều trái cây nè. Có một khoảng sân vườn thoáng mát để đi dạo. Em được biết về homestay này trên mạng xã hội rồi em thấy đặc biệt hơn những nơi khác nên em chọn cái nơi đây là nơi lưu trú của em với lại đám bạn. Nó khác xa với lại những khách sạn mà em từng đi khi du lịch tại vì nó có cây cối nhiều mát với lại đặc biệt là ngôi nhà nó rất là đặc biệt với lại lạ hơn với lại những cái chỗ mà em từng. Tôi thấy ở đây không khí rất ở rất là thoải mái và sống giống như hồi mình vào thiên nhiên như vậy nên thấy rất là sảng khoái ạ. Cảm thấy rất là lạ lẫm và mới mẻ vì mình ở cái phòng vì không phải mình đi mình ở chỉ tới là ngủ thôi mà mình còn có hoạt động trải nghiệm với lại khách sạn đồ thì thấy không gian rất là thoải mái và mát mẻ, nói chung khá mới lạ. Quý khán giả thân mến, những kiến trúc ở đây thực sự rất là độc đáo và bên cạnh đó là những tiểu cảnh đã được chủ nhân ở nơi đây đã sắp xếp tạo nên một không gian vô cùng ấn tượng và không chỉ riêng Ánh Nguyệt mà đối với những du khách đến đây họ đều có những cảm nhận rất riêng về nơi này, họ cảm thấy thoải mái và thực sự rất yên bình. Hy vọng rằng đây sẽ là một điểm dừng chân của quý vị trong thời gian tới khi đến với thành phố Đà Lạt.
thành lập từ năm 1990. Bảo tàng là một tòa nhà bằng đá có 4 tầng với 115 phòng, được chia thành 9 gian trưng bày và 6 phòng lưu trữ các loài động vật, thực vật được phân ra từng lớp bộ. Có thể nói, Phân viện Sinh học Đà Lạt là một bảo tàng sống của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm.